Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố ngày 20 tháng 6. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ít mây, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Tỉnh Thừa Thiên Huế ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, thời tiết ấm, có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Thủ đô Paris, Pháp có mây, trời hửng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. New York, Mỹ, sương mù nhiều mây, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.